chúng ta có bộ đồ chơi tìm hiểu về bốn loại chuyển động quay 4 trong 1. Có vẻ như đây là một bộ đồ chơi khoa học thì phải. Ở bên trong bộ đồ chơi thì cũng không có quá nhiều đồ lắm đâu, nhưng mà nhìn chúng khá là xịn sò đúng không nào? Chúng ta có một bảng mạch, một khay pin, một công tắc, một cánh quạt, một bộ mô phỏng lồng giặt, những tấm thẻ bằng bìa cứng, những cái mạch điện và cuối cùng là một cuốn sách hướng dẫn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem một cái lồng giặt khi mà vắt nước thì nó sẽ vận hành như thế nào nhé. Chúng ta sẽ lần lượt lắp các chi tiết vào đây. Đầu tiên là một cái khay pin này, công tắc này, motor này, nối dây điện lại này. Anh sẽ lắp pin và thử xem là nó có hoạt động không nhé. Hoạt động trơn tru luôn. Tiếp theo là lắp đặt cái lồng giặt. Đây là một cái ống dẫn nước thì phải. Vậy là đã xong, hãy cùng xem là nó có hoạt động hay không nhá. Nó quay rất là tít luôn này kìa. Wow. Thấy chưa? Rồi, các em có thể thấy là cái lồng ở bên ngoài thì nó vẫn đứng im, nhưng mà ở bên trong nó có một cái trục, nó quay rất là nhanh. Trục này khi quay ấy, thì sẽ tạo ra một cái lực gọi là lực ly tâm. Lực ly tâm sẽ khiến cho quần áo của chúng ta văng nước ra bên ngoài. Đó, nước sẽ tách ra khỏi quần áo, sẽ khiến cho quần áo trở nên khô. Thế nhưng cái này, nguyên lý này là khi mà máy giặt chúng ta dùng để vắt quần áo ấy, thì nó sẽ hoạt động theo cái nguyên lý này thì phải. Nhưng mà bây giờ để cho các em dễ hình dung hơn thì anh sẽ nhúng nước cái quả bông này. Đấy, nhúng nước cái quả bóng bằng bông này và làm cho nó thật là ướt. Sau khi nhúng xong thì nó sẽ có nhiều nước như thế này này. Rồi anh nhúng lại nhá. Sau đó anh sẽ bỏ vào cái lồng này, đậy nắp lại. Sau đó quay xem là nước có bắn tùm lum ra không, và quả bóng có sau khi mà nó quay xong thì quả bóng có trở nên khô ráo hay không nhá. Quả bóng này cực kỳ nặng luôn này. Và nước đã bắt đầu văng ra. Nước nó đi xuống dưới này rất nhiều. Wow, các em nhìn thấy kìa, những cái giọt nước bắn ra rất là nhiều luôn ấy. Và nếu mà cái lồng quay này của chúng ta quay càng mạnh ấy thì quả bóng sẽ càng ngày càng khô. Nhưng mà hình như lực quay của nó không được mạnh lắm thì phải. Anh còn phải giữ không, anh sợ nó văng ra ngoài mất. Ui, hình như là nước chảy ra ngoài này rất là nhiều rồi. Và đây chính là quả bóng của chúng ta sau khi đã bị quăng quật rất là tàn nhẫn. Thì bây giờ chúng ta hãy vắt xem là nó còn nhiều nước hay không nhá. Vẫn còn, nhưng mà không còn nhiều như lúc đầu nữa, bởi vì nước nó đã bị vắt đi gần hết rồi đấy. Chứng tỏ là nó hoạt động hiệu quả. Nhưng mà anh phải dọn dẹp lại chỗ này đã, không thì nó sẽ ướt hết cái bàn của anh mất. Hóa ra là nó quay tít quá cho nên là cái dây chứa nước này, cái dây ngăn nước trào này của nó đã bị bung ra. Mấy đầu là nó gắn ở đây này kìa. Nó đã bung ra, thế là nước tràn lênh láng ra cái tấm nhựa bên dưới luôn. Thật là đáng sợ. Cũng may nước này là nước sạch ấy. Cái chuyển động ly tâm của lồng máy giặt vừa rồi thì cũng khiến cho anh liên tưởng đến việc là khi mà anh đi trời mưa ấy, mà anh cầm một chiếc ô rồi anh xoay như thế này sẽ khiến cho những hạt mưa bay văng ra xung quanh. Hai cái chuyển động đó hình như là cũng giống nhau đúng không các em? Yeah. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái chuyển động khác gọi là chuyển động lồng chim. Hả? Nghe lạ quá ta. Với cái này thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ gắn cái này lên đây. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng những cái tấm thẻ này và gá lên đó. Đây, ở đây có tấm thẻ hình con chim. Một mặt là con chim và mặt sau là cái lồng. Không biết là nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng như thế nào nhỉ? Người ta nói là hiệu ứng lồng chim. Rồi, chúng ta hãy cùng bật để xem nhé. Các em có thấy gì không? Hình như là có gì đó, như kiểu là con chim nó đang ở trong cái lồng ấy đúng không? Hả? Đây anh bật cho em, các em xem lại nhá. Đúng rồi, con chim đang nằm trong cái lồng luôn này. Ảo thật. Nhưng mà không, hình như là không rõ lắm. Chúng ta tập trung nhìn một cách kỹ lưỡng hơn thì sẽ thấy rõ hơn thì phải. Ban nãy thì chúng ta thấy là con chim và cái lồng ở hai mặt khác nhau, nhưng bây giờ thì con chim và cái lồng thì nó đã hòa vào thành một rồi này. Đó, hơi bị ảo luôn. Rồi, như vậy là cái lồng trống không, con chim ở bên này cơ mà. Đó, thử cái khác em nhá. Đây là một tên trộm đang bị nhốt trong nhà tù. Đó, thử lại em nào. Như vậy là tên trộm đã bị bắt vào tù. Tiếp theo thì đây là một cái tấm bảng. À, bạn này đang
Hình như đây là thầy giáo đang dạy học thì phải. Thử xem nào. Thầy giáo chỉ vào cái bảng. Ui, không thấy gì luôn. Cái này quay nhanh quá, đâu có thấy gì đâu. Thấy hơi mờ mờ thôi. Nó chỉ có cái hiệu ứng con chim trong lồng là chúng ta có thể thấy rõ nhất. Nhưng mà anh vẫn không biết được cái hiệu ứng này nó tên là gì. Có bạn nào biết thì có thể giải thích cho anh được không? Giải thích cả về nguyên lý của nó nữa nhá. Tiếp theo sẽ là nguyên lý về chuyển động quay của cánh quạt. Để ta cho anh một cái cánh quạt nhỏ xí như thế này. Thực ra đây không phải là cánh quạt đâu thì phải. Đây chỉ là một cái phần để gá một cái cánh quạt, nối cánh quạt với motor. Còn cánh quạt của chúng ta là cái này. Ui, nó rất là lỏng luôn này kia. What? Như này thì khi mà quay nó bị rớt ra thì làm sao? Anh chạm nhẹ nó còn rớt ra này. Thử cho nó quay nhá. Nó rất là mát luôn. Nó còn muốn làm cho cái này nó bay lên luôn đấy chứ. Bây giờ anh thử nghiêng nó xem nó có bị rớt không nhá kìa. Không hề rớt luôn. Anh úp ngược nó lên xuống cho các em xem luôn nhá. Úp ngược thì nó rớt. Anh sẽ thử lại cho các em xem. Chỉ cần đặt nhẹ thôi mà nó không bị bay ra ngoài. Quá là hay luôn. Ma thật. Đã luôn á. Tiếp theo nếu mà chúng ta đảo cực của cái motor này, tức là đảo từ cực dương sang cực âm á. Lúc này thì nó đang ở cực dương này, dấu cộng này kia. Chúng ta sẽ đảo sang cực âm thử xem. Thì nó sẽ tạo ra một cái chuyển động quay khác, người ta nói như vậy. Cái chuyển động quay mới này là chuyển động quay UFO. UFO là vật thể lạ à? Vật thể bay không xác định à? Hay là người ngoài hành tinh? Hãy cùng xem là UFO thì nó sẽ bay như thế nào nhá. À là cái đĩa bay. Vậy là cái này nó sẽ bay lên trời. What? Ảo thế. Để xem nhá. Nó bay thật này. Bay thật này game. Chắc chắc hơn nào. Lần này bay từ từ thôi nhá. Wow. Đỉnh thật, nó bay cao lên trên này luôn. Chỗ này vui thật. Lên đâu rồi? Bay lại cho các em xem một lần nữa. Bay siêu cao luôn. UFO. Chơi cái này cũng cuốn nha các em nha. Chơi khá là cuốn đấy. Ồ, sao lần này bay thấp vậy? Bay ra ngoài trái đất luôn. Vậy là qua bộ đồ chơi này chúng ta đã tìm hiểu được về nguyên lý hoạt động của bốn loại chuyển động quay. Mặc dù nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà người ta cũng có thể ứng dụng nó để chế tạo ra những cái máy móc thiết bị phục vụ đời sống của con người rất là hữu ích, rất là hữu dụng luôn ấy. Ví dụ như là máy bay trực thăng này, hoặc là máy quạt này, máy sấy tóc này, máy giặt này, vân vân và vân vân, đúng không các em? Còn bây giờ thì video của anh đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích anh chơi bộ đồ chơi này tiếp theo thì hãy bình luận ở phía dưới cho anh biết nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong video sau.